Mới đây, trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải một clip dài quay lại cảnh ông trùm chân dài trở về nhà sau một thời gian dài du lịch nước ngoài. Trong clip là toàn cảnh căn nhà quý phái trọng, phong cách của Vũ Khắc Tiệp, với các mức lên tới hàng chục tỷ đồng. Hàng xã của anh là ca sĩ Quốc Thiên, khi anh đang quay thì Quốc Thiên ghé qua thăm. Được biết, đây là căn hộ chung cư cao cấp, có cả bể bơi và giường tược trên cao vô cùng mênh mông rãi, như khách sạn 5 sao. Đầu tiên, Vũ Khắc Tiệp khoe hàng chục chiếc danh hiệu lớn nhỏ của mình. Anh cho biết, vì hay đi nước ngoài nên danh hiệu là thứ không thể thiếu. Tiếp đó, Vũ Khắc Tiệp khoe tủ giày tiền tủ với cả trăm đôi đến từ các yêu mến hiệu như lớn Balenciaga, Valentino, Oquite, Carrei, Louis Vuitton. Ước tính mỗi đôi phải vài chục tới cả trăm triệu. Vũ Khắc Tiệp nói, tôi có khoảng 100 đôi giày với nhiều yêu mến hiệu khác nhau. Mỗi lần đi du lịch, tôi sẽ mua về một đôi giày của yêu mến hiệu mình yêu thích. Đôi giày tôi thích nhất trong bộ sưu tập của mình là của yêu mến hiệu Oquite. Phòng để đồ của Vũ Khắc Tiệp rất minh mông rãi, sạch sẽ sẽ, bóng loáng và chất đầy đồ hiệu. Khắc Tiệp có hàng loạt túi hiệu nhưng nhiều nhất là của Louis Vuitton. Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc túi Louis Vuitton và nói, tôi thấy cầu thủ David Beckham dùng cái túi này một cái là tôi mua luôn không cần suy nghĩ. Tôi tự hào khi mua được cái túi nào. Ngoài túi, Vũ Khắc Tiệp còn khoe cả ba lô và lồng đựng chó hàng hiệu. Anh chia sẻ, đối với tôi, thời trang vô cùng quan trọng vì nó thể hiện được tính cách, cuộc sống của mình. Khi làm YouTuber, tôi cầm đẩy mạnh việc này hơn nữa, đưa thời trang lên tầm cao hơn. Trong mỗi chuyến đi, tôi soạn phải chuẩn bị khá nhiều đồ. Ở Việt Nam, không một ai có thể ảnh hưởng đến thời trang của tôi. Tôi soạn tự quyết định hết về thời trang của mình. Tôi soạn học hỏi phong cách thời trang của các ngôi sao, fashionista nước ngoài. Thấy cái nào hợp với tôi là tôi mặc. Có người chê, người khen nhưng không quan trọng. Tôi thích là được. Đối với Vũ Khắc Tiệp, mắt kính là phụ kiện quan trọng nhất. Anh nói, mắt kính là phần quan trọng trong các clip của tôi vì thực ra mắt tôi diễn không tốt, không đẹp. Tôi muốn dùng mắt kính để che đi khuyết điểm đó, nhìn trông quý phái hơn. Cái này là tôi nói thật và cũng lần đầu tiết lộ. Nhiều người nói tôi đeo kính là không tôn trọng khán giả, người xem. Tôi mà không tôn trọng khán giả thì đã không làm clip. Còn việc đeo kính thì cứ cho đây là phong cách riêng của tôi đi. Không giống như Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp chỉ khoe chớp nhoáng đồ hiệu rồi bỏ đi. Anh quay toàn thể khu nhà mình đang ở và nói, không gian sống của tôi chủ yếu là tông đen, trắng. Nhà tôi có rất nhiều cây xanh. Ngồi tại bàn, Vũ Khắc Tiệp tâm sự về hành trình làm YouTuber của mình. Anh nói, thời gian tới lịch bay của tôi dày đặc. Tôi mà đã làm gì là sẽ đầu tư hết mình nên dành cả năm sau cho kênh YouTuber riêng của tôi. Tôi bị áp lực rất lớn khi làm YouTuber vì mỗi tập phát sóng cách nhau có một tuần. Tôi đọc hết bình luận của khán giả và luôn tiếp thu, cái gì được khen thì tôi phát huy, cái gì bị chê tôi sẽ sửa đổi. Từ khi làm YouTuber, tôi hạn chế tối đa sở thích cá nhân, không bán buôn nữa dành dụng tiền, thời gian cho kênh. Nhà chỉ là trạm dừng chân cho hành trình thế hệ vì thời gian ở nhà ít hơn đi du lịch. Tôi cũng kinh hoảng một ngày nào đó hết tiền, không còn tiền làm clip. Nhưng kinh hoàng hơn cả là khán giả không theo dõi tôi nữa.